Ok, Huy xin trở lại sân khấu. Anh Trường mở giùm em lại cái camera 1. Tại hôm nay em có hứa với cả nhà là em sẽ giới thiệu mình đang xài cái gì và mình behind the scene nó sẽ ra sao. Thật sự mà nói, những cái equipment ở đây thì chỉ là một cái computer. Cái computer là để livestream. Anh chuyển camera 2 giùm em. Ok. Có nghĩa là cái camera đầu tiên là cái Brio 4K của Logitech. Anh chuyển camera 1 giùm em. Camera 3. Em xin lỗi, camera 3. 3 hay là... Không phải 3. 3 đúng không? Không, 4. 4. Camera 4. Đây, đây là cái camera 4. Chất lượng nó nhìn kiểu này. Rồi chuyển lại 2 giùm em. Ok. Rồi cái điện thoại di động. Ở đây là xài điện thoại di động hết để mà dùng làm camera. Cái này là cái Note, cái S22 hả anh? S22 Ultra. Ok. S21 Ultra. Cũng giống như cái là hiện tại Huy đang cầm trên tay để mà đi quay vòng vòng để chia sẻ cho cả nhà mình thấy. Ở đây là một cái màn hình để mà cho ca sĩ hôm nay có thể đọc được chữ để mà hát. Còn đây là một cái computer để livestream, cộng thêm với cái touchcam interface. Tất cả những đường audio hôm nay là nhờ có nó mới được stream qua được cái âm thanh kiểu này. Okay. Còn bình thường là Huy xài qua ODG Soundcard hết. Ngày mai Huy sẽ chia sẻ luôn. Nhưng mà cái chánh vẫn là cái Canon. Canon cái này là 5D Mark 4 phải không anh? Đây là cái 5D Mark 4. Anh Trường đổi giùm em camera 1 lại để cho cả nhà mình nhìn thấy là mình đang xài cái gì. Camera không? Camera 4, camera 1 để mà nhìn thấy cái chất lượng của nó ra sao. Rồi sau đó chuyển qua 2 lại thôi. Ok. Anh chuyển qua 2 lại giùm em. Đây. Còn hôm nay là tại vì anh Trường đã thu xếp hết dàn loa, dàn âm thanh cho nên xài qua, nói đúng ra là một cái mixer rất là bình thường của Soundcraft. Nhạc để mà hát karaoke trên mạng này nọ là qua một cái laptop. Nhạc nền, nhạc đệm cũng qua một cái gọi là, có thể là tạm thời gọi là laptop. Còn đây là chương trình mà Huy xài để mà livestream không qua một cái browser nào hết. Nó là cái Manicam. Huy không xài qua một cái effect nào của Cubase, không xài OBS, không xài cái gì hết. Thật sự mà nói, những gì Huy đang chia sẻ ở đây để cho tất cả mọi người nhìn thấy là... À, ở đây còn một cục lọc âm thanh. Đây. Ok. Những gì Huy chia sẻ ở đây không phải là mình thể hiện, mình khoe khoang. Huy muốn chia sẻ ở đây là để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy tất cả những cái máy móc ở đây không bao giờ mà đạt được cái chất lượng như kiểu này được hết nếu mà không qua một cái màn hình âm thanh ánh sáng của anh Trường. Tại vì anh Trường là một người, nếu mà nói mình dùng cái từ mới đi, mình dùng một cái công việc mới gọi là stage designer. Anh Trường có thể là bất cứ một cái khía cạnh nào, một cái góc nào anh cũng có thể tạo được một cái sân khấu hết. Đây chỉ là một cái tường, hoàn toàn chỉ là một cái tường cho một cái nhà hàng, cho một cái quán. Anh đặt đèn trên ghế, anh pha ánh sáng để mà mình có được cái livestream thật rõ, thật đẹp. Chứ nếu mà qua những cái camera mình cho là camera 8K luôn cũng không bao giờ đạt được cái chất lượng này nếu mà không qua một cái ánh sáng thật tốt.
không mong một cái ánh, gọi là cái ánh mắt biết nhìn. Okay. Đây là cái đàn mới nãy là anh Phú An có chơi, và cái đàn guitar. Ok. Tất cả những cái này đều là sân khấu thật, hình thật, màn hình thật. Không có cái gì gọi là ảo hết. Mà những cái thật này là cũng là một người thật làm ra. Đó là anh Trường Phan. Huy chỉ là một người support về stream, về audio, về video. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra về stage light, có nghĩa là về ánh sáng sân khấu, về sound, là anh Trường là người support. Ok. Một cái live stream mọi người nhìn thấy nó đơn giản, nhưng mà thật sự nó không đơn giản một tí nào hết. Mới nãy trong cái video thì Huy có nói là Huy muốn bơi ra biển. Nhưng mà bơi ra biển bơi một mình thì nó buồn chán lắm, cho nên cần một người bơi ra biển cùng với mình. Ok. Cái live stream hôm nay là Huy đã chia sẻ, và Huy cũng đã cho tất cả mọi người nhìn thấy ở đây là behind the scene. Đây, cái bàn làm việc của Huy và anh Trường. Thật sự mà nói, nếu mà ra biển lớn, ra một cái sân khấu lớn, thì Huy cần tới 4 cái màn hình, chứ không phải là một cái để làm việc kiểu này. Còn anh Trường thì cái mixer của anh phải dài bằng cái bàn, chứ không phải là ngắn như cái laptop kiểu này. Ok. Ok, Huy đã chia sẻ xong. Huy xin tạm biệt tất cả những người đang theo dõi trên cái đường line của Nguyễn Ngọc Ngân. Huy xin chào cả nhà. Xin chúc cả nhà có một đêm thật là an lành. Bye bye cả nhà.